Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ năm ngày 22 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xuân Hùng sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 10 phút của bản tin thời sự chiều nay cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Thay mặt tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy chúc mừng và trao quyết định tham gia Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 cho Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tô Thành Quyết hứa sẽ cống hiến trí tuệ, sức lực của mình để phục vụ Đảng, Nhà nước và quân đội, tiếp tục phát huy năng lực của mình trong vai trò Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ đạo xây dựng lực lượng quân đội ngày càng tinh nhuệ, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh và công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Văn Giang. Kiểm tra tại thực địa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên khẩn trương phối hợp với huyện Văn Giang chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 tại điểm cầu của tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức lễ khởi công, bảo đảm không bị gián đoạn trong việc kết nối với các điểm cầu tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Hiện Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên phối hợp với huyện Văn Giang đã lựa chọn vị trí tổ chức buổi lễ, chỉ đạo đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương hoàn thiện sân khấu và các hạng mục trong ngày 23 tháng 6 để phục vụ cho buổi lễ diễn ra vào ngày 25 tháng 6. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cần tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng khó khăn về cung ứng điện tại miền Bắc. Trong trường hợp bất khả kháng thiếu hụt nguồn điện và phải thực hiện điều tiết cắt giảm điện, cần có các biện pháp bảo đảm cung ứng điện đối với các sự kiện chính trị xã hội trọng đại quan trọng và các khách hàng sử dụng điện quan trọng không thể thiếu điện, có xem xét đối với các khách hàng sản xuất quan trọng tại các địa phương, không được thực hiện ngừng, giảm cung ứng điện đối với khách hàng sử dụng điện mà không thông báo trước, nhất là đối với khách hàng sản xuất. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 5 tháng 5 âm lịch là ngày Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là ngày giết sâu bọ. Trong ngày hôm nay, các gia đình đều sắm sửa đồ lễ cúng dâng lên tổ tiên với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Theo quan điểm dân gian, Tết Đoan Ngọ mang nhiều ý nghĩa và phong tục khác nhau. Đây là giai đoạn chuyển mùa, dễ phát sinh dịch bệnh và ngày 5 tháng 5 âm lịch là thời điểm thuận lợi để diệt trừ sâu bọ, vi khuẩn cho cơ thể và dịch bệnh hại mùa màng. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm kết thúc vụ lúa xuân, bước vào vụ mùa nên bà con nhân dân làm lễ tạ ơn với mong muốn mùa màng bội thu, thời tiết thuận hòa. Việc coi trọng và gìn giữ những nghi thức phong tục truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ đã giúp cho các gia đình giáo dục các thế hệ con cháu về lòng biết ơn, coi trọng tình cảm gia đình và sống hòa mình với thiên nhiên. Giữa sự phát triển của xã hội hiện đại, những nếp nhà cổ ở các làng quê dần mất đi, thay thế vào đó là những ngôi nhà khang trang kiên cố. Thế nhưng gia đình ông Nguyễn Chu Thanh ở thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hiện nay vẫn còn lưu giữ được ngôi nhà cổ. Ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng trên 600 m², được xây dựng cách đây hơn 140 năm theo hướng nam, có 3 gian 2 trái, kết cấu mái theo kiểu cổ. Căn nhà được dựng bằng gỗ quý từ cột kèo đuôi cửa, nóc nhà được lợp ngói nền lát gạch đỏ, gian chính giữa là nơi để thờ tự. Các gian còn lại là nơi sinh hoạt của gia đình. Nhiều năm nay, ông Thanh đã đón nhiều lượt khách đến tham quan ngôi nhà. Việt Nam dự kiến có 1,5 triệu nam giới dư thừa vào năm 2034. Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy con số này sẽ tăng lên 2,5 triệu vào 25 năm sau đó. Theo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam tuy xuất hiện muộn so với các nước nhưng tăng nhanh và lan rộng. Năm 2012, tỷ số giới tính khi sinh trên cả nước là 112 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Hiện 6 vùng kinh tế, xã hội trên cả nước đều xảy ra tình trạng này, đặc biệt tại đồng bằng sông Hồng và vùng miền núi Trung Du phía Bắc. Nam giới bị dư thừa có thể phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng khi tìm kiếm bạn đời, phải trì hoãn hôn nhân hoặc sống độc thân. Do nhu cầu cần tiền, trong thời gian qua, nhiều người đã vào các trang mạng cho vay online hoạt động kiểu tín dụng đen với lãi suất cao chót vót và đã bị đòi nợ theo kiểu khủng bố. Chỉ với một số thao tác như tải app,
điền thông tin cá nhân, số tài khoản nhận tiền, gửi ảnh chụp cá nhân và căn cước công dân, đồng ý cho app truy cập danh bạ cá nhân. Vừa qua, một khách hàng ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã vay nóng 500.000 đồng trên app cho vay tiền. Trong vòng 7 ngày, khách hàng phải trả lại đầy đủ số tiền cộng mức lãi suất rất cao. Sau đó, hạn mức tăng dần với lãi suất 30%, thậm chí lên đến 40% một tuần. Cũng có trường hợp khách không có nhu cầu vay tiền nữa nhưng app vẫn đẩy tiền vào tài khoản của khách hàng. Khách hàng không thể chuyển trả lại vào tài khoản của các app đã gửi do bị chặn. Nếu trả chậm, khách sẽ bị đòi nợ và thường xuyên nhận được thông tin đe dọa, tung hình ảnh, thông tin khách hàng lên mạng xã hội. Người thân trong danh bạ điện thoại, bạn bè trên Facebook cũng liên tục bị quấy rối bởi những tin nhắn với đủ lời lẽ xúc phạm. Ngày 21 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với hai bị cáo Nguyễn Đăng Thành và Luyện Viết Hiệp. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, do mâu thuẫn nhỏ giữa bị cáo Thành và anh Nguyễn Như Quỳnh cùng cư trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tối ngày 30 tháng 4 năm 2022, tại khu vực chợ Cống Tráng thuộc thôn Yến Đô, xã Tân Việt, Thành và bị cáo Luyện Viết Hiệp cư trú tại xã Lưu Xá đã chặn xe của anh Quỳnh và dùng dao đâm anh Quỳnh. Anh Quỳnh được đi cấp cứu, nhưng đến ngày 4 tháng 5 năm 2023 thì bị tử vong. Trong vụ án này, Thành giữ vai trò chính, Luyện là đồng phạm giúp sức. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Thành 20 năm tù và bị cáo Hiệp 13 năm 6 tháng tù. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay, 22 tháng 6, tại tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ cháy nhà ở và xưởng chứa vải của một gia đình ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, khiến 3 người tử vong. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh của gia đình ông Tống Văn Lân, 58 tuổi ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, khiến ông Lân, con gái và cháu ngoại tử vong. Ngoài ra, hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản, trong đó có một xe ô tô tải, 3 xe máy và toàn bộ số vải vụn trong nhà. Được biết, gia đình nạn nhân chuyên thu mua vải vụn phục vụ sản xuất kinh doanh, sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Để chứa hàng hóa, gia đình xây dựng khu nhà kho kết hợp với xưởng sản xuất, bố trí 2 cửa cuốn. Thời điểm cháy do cửa cuốn khóa chặt nên lực lượng chức năng phải dùng máy xúc phá rỡ để tiếp cận bên trong. Nguyên nhân cháy đang được điều tra. Tiếp tục với phần tin quốc tế, vụ nổ khí ga tại một nhà hàng ở thành phố Ngân Xuyên thuộc phủ khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc mới đây đã gây ra hậu quả thảm khốc, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào tối 21 tháng 6 tại một nhà hàng thịt nướng ở trung tâm thành phố Ngân Xuyên thuộc phủ khu tự trị Ninh Hạ ở phía tây bắc Trung Quốc. Vụ nổ khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, 7 người đang được điều trị các vết thương, trong đó có một số người nguy kịch. Chính quyền địa phương cho biết cơ quan cứu hỏa và cứu hộ đã điều động hơn 100 người cùng 20 phương tiện đến hiện trường. Nỗ lực cứu hộ kết thúc vào lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 6. Giới chức trách tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ việc, song theo đánh giá ban đầu, đây là một vụ nổ do khí ga. Dư luận đảo Đài Loan Trung Quốc thời gian gần đây đang chấn động bởi bê bối một số trường mầm non cho trẻ em sử dụng siro ho chứa thuốc hướng thần có khả năng gây nghiện. Vụ việc đầu tiên xảy ra tại một trường mầm non ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra trong tháng này sau khi các bậc phụ huynh bày tỏ lo ngại về việc con cái của họ có các triệu chứng lạ như tâm trạng thất thường và tình trạng chuột rút. 8 học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với một lượng nhỏ thuốc hướng thần phenobarbital và benzodiazepine. Biểu hiện lạ của các em nhỏ là triệu chứng như khi cai các loại thuốc gây nghiện cao. Hiệu trưởng trường mẫu giáo và 5 giáo viên đã bị bắt trong khi chờ điều tra hình sự. Việc cho các trẻ nhỏ sử dụng siro chứa các chất hướng thần này được cho là khiến các bé ngủ nhiều và nghe lời cô giáo hơn. Giới chức Brazil mới đây thông báo các cơ quan chức năng nước này đã thu giữ 28,7 tấn vây cá mập vốn sẽ được xuất khẩu bất hợp pháp sang châu Á. Đây là lượng vây cá mập lậu lớn nhất trên thế giới bị tịch thu từ trước đến nay. Cơ quan bảo vệ môi trường IBAMA ước tính lô hàng này thu được từ việc giết chết khoảng 10.000 con cá mập thuộc hai loài khác nhau, cá mập xanh và cá mập mako vây ngắn, vốn được đưa vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng quốc gia của Brazil. Cơ quan này cho biết vụ bắt giữ có số lượng lớn nhất từng ghi nhận trên thế giới. Đặc biệt, đây là một vụ bắt giữ vì cá mập tại nguồn, nơi những con cá mập bị đánh bắt. Theo một ước tính, mỗi năm có khoảng 100 triệu con cá mập bị sát hại. 70% trong số này bị sát hại để lấy vây cá. Việc khai thác để lấy vây cá mập đang đẩy nhiều loài cá mập tới nguy cơ tuyệt chủng và đe dọa sự cân bằng của hệ sinh thái.
Bản tin thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.